đi mỏi cả chân, mỏi cả cẳng mà không lượm được gì nhiều á. Bữa nay cái ngày gì mà nó xui xẻo thiệt á. Ai có ve chai không, tôi đứng đây nè. Thiệt chứ, lụm ve chai cũng cực lắm á. Ta nói bởi vì người ta nói, người ta nói. Thôi mệt quá. Chiều nay có sữa cho con uống rồi. Các đồng chí phong tỏa hiện trường, khám xét thật kỹ nha. Dạ chào anh. Dạ anh là người phát hiện ra tử thi đúng không ạ? Dạ tôi á. Anh có thường xuyên đi ngang qua lại khu vực này không? Hả? Ngày nào mà tôi đi đường này tôi dụm ve chai hướng này nè. Mà bữa trước có thấy đâu, bữa nay thấy. Ui nhìn ghê quá. Anh có nhớ lúc đó là khoảng mấy giờ không ạ? Bữa đó hả? Tầm khoảng 8 giờ, 8 giờ mấy gì sao á. Anh chắc chứ? Chắc chứ? Chắc. Dạ. Vậy trước khi phát hiện ra cái bao tải này thì anh có nhìn thấy ai lảng vảng quanh khu vực này không? Tôi nhìn kỹ rồi đâu có thấy ai đâu. Cảm ơn anh. Dạ. Có gì chúng tôi sẽ liên hệ với anh sau. Dạ. Chào anh. Tôi đi về được chứ anh? Kia con kênh này là khu công nghiệp. Nếu mà theo chiều dòng nước á, thì khả năng chiếc bao tải này được thả trôi từ bên kia sang đây. Nhưng nếu mực nước dâng cao, bao tải cũng rất có thể trôi từ phía ngoài kia vào. Cũng có khả năng này. Nhưng mà theo quan sát thì chiếc bao tải này bị ngấm rất ít nước. Điều này chứng tỏ là chiếc bao tải đó chỉ vừa mới được thả xuống sông cách đây không lâu. Hơn nữa ngày hôm qua không phải là ngày nước ròng, nên khả năng mà chiếc bao tải được thả trôi từ sông lớn vào đây dường như không thể xảy ra. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Ừ. Thưa anh, nạn nhân là nữ, tuổi từ 50 tới 55. Tử thi không có hai tay, trên người thì không có bất kỳ tài sản nào. Vùng bụng của nạn nhân thì tôi phát hiện có nhiều vết đâm. Trong phổi của nạn nhân không có nước. Điều này chứng tỏ là nạn nhân đã chết trước khi bị ném xuống sông. Hơn nữa là gương mặt của nạn nhân bị biến dạng và phù nề rất nhiều do ngâm nước. Cho nên là cần phải có thời gian để xác định khuôn mặt của nạn nhân. Vậy còn thời gian tử vong thì sao? Dựa trên thân nhiệt và độ phù nề của da thì tôi phỏng đoán là nạn nhân đã tử vong ít nhất 24 tiếng trước đó. Hung thủ cố tình lấy đi hai cánh tay của nạn nhân. Điều này chứng tỏ là hắn ta không muốn chúng ta xác định nhân thân của nạn nhân. Đồng chí tiếp tục đi, có gì báo tôi liền. Dạ. Mời vào. Dạ thưa anh, tôi đã cho thông báo tìm người thân của nạn nhân, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai tới. Vậy thì trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ phải khoanh vùng các đối tượng sống quanh khu vực khu công nghiệp, bao gồm là những đối tượng nữ công nhân, người làm thuê, ô xin. Bởi vì họ là những người làm xa nhà nên thường sẽ sống một mình.
Chính vì vậy khi mất tích trong khoảng thời gian ngắn thì người thân của họ sẽ chưa phát hiện ra. Mặt khác, chúng ta sẽ tích cực nhờ công an địa phương rà soát lại những tiệm tạp hóa, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thuê nhân viên, xem là trong thời gian khoảng một tuần trở lại đây coi là có điều gì bất thường xảy ra hay không. Đồng thời tiếp tục kiểm tra những ngôi nhà có diện tích tiếp giáp với bờ sông. Dạ. Chiều nay thì phòng kỹ thuật hình sự sẽ gửi hình ảnh của nạn nhân cho chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ nhờ phòng 5 tìm kiếm thông tin của nạn nhân. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta phải tích cực tìm kiếm thêm các bộ phận khác của thi thể. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể xác định chính xác nhân thân của nạn nhân được. Rõ. Alo, tôi nghe. Tôi biết rồi. Tôi đến ngay. Thưa anh, đã có thông báo tìm được đôi tay của nạn nhân. Đi thôi. Thưa anh, qua kiểm tra thì đó là đôi bàn tay của phụ nữ trung niên. Và dựa vào vết cắt á, thì tôi phỏng đoán là của nạn nhân trong bao tải hôm trước. Được rồi, đồng chí hãy mang một phần thi thể này về cơ quan và đồng thời lấy mẫu vân tay giúp tôi. Rõ. Alo, tôi nghe đây. Bây giờ đồng chí giúp tôi, giữ anh ta ở yên đó, tôi sẽ về ngay. Bây giờ có người tới trình báo tìm người thân, anh về trước, em tiếp tục lấy thông tin nha. Rõ. Mẹ anh mất tích khi nào? 3 ngày rồi. 3 ngày rồi, tại sao đến giờ anh mới trình báo? Tôi đi thực tập ở ngoài công trường á. Hôm qua tôi mới về nhà thì không thấy mẹ tôi ở đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Đây là hình của mẹ tôi. Cách đây 2 ngày thì chúng tôi có phát hiện ra một tử thi ở bên bờ kênh. Trước khi mà nhận dạng thì cũng rất mong anh hãy hết sức bình tĩnh. Trong siêu thị của chị á toàn là hàng sạch, đảm bảo chất lượng không à? Dạ, cảm ơn chị. Cho em hỏi, siêu thị của mình chỉ có một mình chị bán hả? Em tính xin làm hả gì? Mà ông chủ của chị á không có định tuyển thêm người đâu. Dạ không. Em lên tổ điều tra án xâm phạm nhân thân thành phố. Có một số điều cần chị giúp. Mà em uống nước. Cảm ơn chị. Cho em hỏi là tại sao siêu thị của mình trong một tuần gần đây ấm cửa thất thường vậy chị? Thì là do ông chủ vậy đó. Về thứ 2 tuần rồi, lúc buổi chiều đang đông khách, tự nhiên cái ông kêu đóng cửa cho chị về, rồi nói là có chuyện gì đó. Vậy chị để ý thấy ông chủ của mình có điều gì bất thường không? Thì hay có điện thoại đòi nợ lắm. Dạ. Dạ.
Nợ thì tôi sẽ trả. Thôi được rồi, chiều nay đến cửa hàng đi, tôi sẽ trả không thiếu một xu. Nhìn gì vậy? Em nhìn gì vậy? Dạ. Mà thôi, 30 phút nữa em đóng cửa cửa hàng, anh cho em nghỉ sớm á. Ủa mà 30 phút nữa là đông khách lắm luôn đó ông chủ. Thì anh cho nghỉ sớm là em cứ nghỉ sớm đi. Mà anh cũng tính em nguyên ngày công mà, em lo gì, đúng không? Ha. Dạ. Ừ. Ngày hôm sau á, chị cũng được nghỉ làm luôn. Chắc là trốn nợ nữa mới làm như vậy. Em thấy nhà này cũng khá lớn. Cả 3 tầng của mình đều dùng để kinh doanh siêu thị hả chị? Không, chỉ có tầng trệt thôi. 2 tầng trên đó là nhà kho với lại phòng của ông chủ ngủ. Vậy bây giờ ông chủ đang ở trên lầu? Ông đi lấy hàng rồi, chiều mới về. Chị làm mấy lâu chưa? Thì từ lúc mở siêu thị tới giờ đó, được 3 tháng rồi. Cảm ơn chị. Chúng tôi xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cảm ơn anh. Nhưng mà để phục vụ công tác điều tra thì tôi có một vài câu muốn hỏi anh. Anh cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. Về cái chết của mẹ anh thì anh có nghi ngờ ai là hung thủ không? Anh đi thực tập vào ngày nào? Ngày 17. Sau khi tôi ăn cơm trưa với mẹ tôi xong là tôi đi. Vậy trước khi xảy ra chuyện đó thì anh có nhìn thấy điều gì bất thường từ phía mẹ anh không? Lúc mượn á thì cậu nói với tôi là sẽ trả đúng hẹn. Rồi bây giờ làm sao? Tôi không quan tâm. Đúng 17 tôi qua lấy thì cậu phải trả đủ cho tôi cả gốc lẫn lời. Nếu không á, đừng có trách tôi nặng tay. Thưa mẹ, con mới về. Có chuyện gì vậy mẹ? Không có chuyện gì đâu, chuyện làm ăn của mẹ thôi. Mẹ nấu cơm xong rồi đó, con vào trong đi. Tắm rửa rồi mẹ vô mẹ dọn cơm cho con ăn. Được. Đã nhiều lần tôi khuyên mẹ tôi bỏ cái nghề cho vay nặng lãi đi, nhưng mà mẹ cứ hẹn lần hẹn lửa hoài. Tôi tính khi nào tốt nghiệp xong, tôi có việc làm ổn định rồi, tôi sẽ cương quyết với mẹ hơn. Ngờ đâu anh coi thử anh có nhận ra người này không? Không. À, anh chờ tôi một chút. Đây là cuốn sổ ghi nợ của mẹ tôi. Tôi mong rằng nó sẽ giúp ích cho các anh. Quá rồi. Cảm ơn anh. Tôi xin phép mượn về cơ quan điều tra nha. Được. Chào anh. Cảm ơn anh. Mời vào. Ngồi đi. Sao rồi? Đau quá anh.
Qua điều tra thì chiếc thẻ nhớ trong camera an ninh tại quán đã bị xóa trong vòng 7 ngày trở lại đây. Tôi đang nhờ phòng kỹ thuật trợ giúp. Còn đây là hình ảnh chụp lại từ camera an ninh đường phố. Vào lúc 16 giờ, bà Thuận có điều khiển xe máy ra khỏi nhà. Sau đó, chiếc xe rẽ vào hướng siêu thị của nhà ông Định. Nhưng tuyến đường này lại không lắp camera an ninh. Đến 19 giờ thì xe đã di chuyển quay trở ra. Nhưng người điều khiển lúc này lại không phải là bà Thuận. Hai chiếc áo này khác nhau. Có phải là mặt sau của siêu thị tiếp giáp với con kênh đúng không? Dạ đúng. Theo quyển sổ ghi nợ này thì Trần Văn Định có nợ bà Thuận 30 triệu đồng. Và ngày 17 cũng là ngày đến hạn trả nợ. Có lẽ nào tôi sẽ xin lệnh cấp trên khám xét nhà Định. Trần Văn Định, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Thuận. Và đây là lệnh khám xét nhà. Và bây giờ mời anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Là mùi tanh của máu. Chị xem nè, ở ngoài thì rất là dơ, nhưng mà ở bên trong thì rất là sạch. Rất có khả năng hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân. Rất có thể. Đây là sợi tóc mà em tìm được ở bên trong. Hy vọng nó sẽ làm manh mối giúp mình tìm được hung thủ. Số nữ trang này chúng tôi tìm thấy trong phòng ngủ nhà anh. Qua xác minh thì nó chính là của bà Thuận. Tại sao anh lại ra tay sát hại bà Thuận? Anh nói sao á? Anh xem lại giùm tôi không có giết bà Thuận. Tôi thề luôn á. Vậy từ đâu mà anh có số nữ trang này? Dạ thưa anh là tôi lụm. Anh lượm ở đâu? Dạ tôi lượm ở đường số 7 anh. Dạ. Người trong hình này chính là anh. Có phải là anh lái xe nạn nhân đi phi tang đúng không? Anh dở hoài. Cái hình này người giống người ở xã hội này thiếu gì? Đâu nhất định cái trong người trong hình là tôi đâu. Anh là bọn anh kiểm tra lại kỹ giùm tôi với bà Thuận không có liên quan gì với nhau hết á. Anh vẫn một mình khẳng định là mình không liên quan sao? Dạ đúng rồi, dạ anh xem xét lại á. Dạ vậy anh coi đi, đây là cuốn sổ nợ của nạn nhân và trong này có nội dung ghi là anh chính là con nợ của bà Thuận với số tiền là 30 triệu đồng. Tên, tuổi và căn cước công dân đều là của anh. Hơn nữa,
Đây là kết quả giám định ADN mẫu tóc mà chúng tôi tìm thấy trong phòng tắm trên lầu 2 nhà anh. Và nó hoàn toàn trùng khớp với mẫu tóc của nạn nhân. Anh còn điều gì để nói nữa không? Dạ... Thưa anh, tôi biết tôi sai rồi. Tôi giết bà Thuận. Dạ chị, chị cho em mượn đỡ 30 triệu. Dạ em có ít vốn rồi, em mượn thêm tiền của chị nữa. Em mở cái siêu thị mini. Chứ tôi thật với chị là em làm tài xế xe tải đường dài á. Ngồi lưng em riết đau quá. Mượn thì được rồi đó, nhưng mà bao lâu thì cậu trả? Dạ tầm khoảng 3 tháng là em trả gì liền. 3 tháng? Dạ. Chắc nha. Dạ. Tại vì 3 tháng nữa tôi cũng cần xài cái khoản tiền đó vào việc riêng của tôi. Nếu mà cậu đồng ý thì tôi viết giấy cho cậu ký tên. Dạ em đồng ý chị, em chắc chắn mà. Bởi vì nhiều khi công việc kinh doanh của em 1 tháng đầu, 2 tháng đầu có tiền là em gửi chị liền luôn, gửi trước luôn. Dạ chị. Được rồi, chờ tôi chút. Định ơi, Định. Dạ, chị. Nè, sao tôi điện thoại qua bà chú không nghe máy? Dạ chị, chị bớt nóng, dạ em lại chị. Dạ chị đừng nóng, dạ em mời chị ngồi. Dạ chị ngồi em lấy nước gì uống ạ. Dạ. Dạ, em mời chị uống nước. Dạ. Tôi đợi hoài không thấy chú qua. Tôi điện thoại thì chú không nghe máy. Cho nên tôi phải qua đây á. Bây giờ tiền đâu trả nợ cho tôi đi. Dạ chị thông cảm từ từ cho em vài hôm à. Dạ hàng đang trên đường chuyển về. Nó về kho xong cái em bán hàng được, cái em gom tiền em trả chị liền chị. Dạ. Lại hẹn nữa rồi. Tôi nói cho chú biết là tôi đang kẹt tiền lắm. Thôi được. Bây giờ tôi thông cảm, tôi cho chú hạn chót là ngày 17. 17 tôi qua mà chú nói là không có nữa, là không có được với tôi. Dạ cảm ơn chị. Đừng có trách tôi á. Dạ chị. Nhớ đó. Alo. Định hả? Hàng của bọn mình bị quản lý trường bắt hết rồi. Hàng hậu không có giấy tờ. Bắt mất hết rồi. Tiền em để trên lầu ạ. Dạ mời chị lên lầu. Dạ. Chú đem xuống giùm tôi đi, tôi về liền. Tôi có công chuyện gấp lắm. Dạ chị gấp gì gấp, chị cũng uống với em ly nước trà. Em mới mua một lọ trà ngon lắm chị. Dạ để riêng cho chị thôi. Để cảm ơn chị đã những ngày qua chiếu cố em lúc khó khăn. Dạ. Đi chị đi. Chú khách sáo quá. Đi chị. Ủa mà sao nay siêu thị đóng cửa vậy? Tôi cứ tưởng chú trốn nợ không à. Dạ. Dạ em mời chị vô phòng. Vậy số tài sản hiện giờ của nạn nhân đâu rồi? Dạ. Dạ thưa anh, còn một chiếc xe tôi đem qua tỉnh kế bên nhờ bạn bán được 30 triệu. Anh làm gì với số tiền đó? Dạ, tôi dùng để trả nợ.